tờ, nhưng mà chú cháu mời chú xuống đây làm việc với chú ơi. Rồi không có đi anh, có tiền cho nó mấy không phải có giám không, mà bây giờ các ông là đứng suốt ở ngày đây là không biết một, mà cái chú Delta này nó ghê lắm. Tôi đã kiểm tra, tôi đưa giấy tờ hết cho các anh rồi. Tại khổ quá, đang dịch cái này mà anh lại cứ anh này. Không, đang dịch cái này không có. Tôi nói đang dịch cái này không được. Ngày 9 tháng 9, ông Đặng Minh Đức, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Đồng Nai cho biết đã chỉ đạo cấp dưới làm rõ vụ việc cán bộ công chức tại sở này vi phạm quy định phòng chống dịch trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ. Người vi phạm là ông Lê Văn Chính, hiện là thanh tra viên thuộc thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường Đồng Nai. Theo ông Đức, ngay khi nhận được thông tin, đã chỉ đạo cho chánh văn phòng và chánh thanh tra sở vào cuộc xác minh, yêu cầu ông Chính tường trình toàn bộ sự việc. Ông Đức khẳng định tuần này, ông Chính được phân công làm việc online tại nhà, không có lịch công tác đột xuất và không được cấp giấy đi đường. Sau khi tường trình đối với các quy định nào về luật công chức, các quy định phòng chống dịch của tỉnh, sở mời ông Chính vào cơ quan làm việc và đề xuất hình thức xử lý phù hợp. Trước đó khoảng 8 giờ 50 ngày 7 tháng 9, ông Chính điều khiển ô tô 7 chỗ lưu thông trên đường Nguyễn Ái Quốc thì bị tổ tuần tra kiểm soát cơ động phòng chống Covid-19 công an Đồng Nai yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, ông Chính không xuống xe làm việc mà chốt cửa cố thủ bên trong. Lực lượng công an nhiều lần yêu cầu ông Chính hợp tác để giải quyết nhưng bất thành. Chỉ đến khi lãnh đạo công an thành phố Biên Hòa trực tiếp có mặt để giải quyết và điều xe cẩu đến hiện trường để cẩu xe thì ông Chính mới chịu hợp tác. Làm việc với lực lượng chức năng, ông Chính xuất trình một tờ giấy đi đường nhưng không hợp lệ. Công an thành phố Biên Hòa đã lập biên bản xử phạt ông Chính lỗi ra đường không có lý do chính đáng với mức phạt 2 triệu đồng.